Ok nhé, chúng ta sẽ bắt đầu lại này. Đây là cái giao diện của TikTok Ads Manager, tức là trình quản lý của TikTok. Đây là cái trình quản lý quảng cáo ở trên nền tảng PC hay laptop. Nó sẽ khác với cái trình quản lý ở trên điện thoại. Trên điện thoại thì chúng ta chạy trực tiếp, tôi vừa hướng dẫn rồi. Nó cũng khá là dễ. Đấy, và tài khoản của TikTok này các bạn cũng lưu ý. Mà nếu mà các bạn mà không sử dụng lâu, các bạn cứ đặt chiến dịch xong lại các bạn là hủy thì tài khoản cũng sẽ bị hiện tượng là vô hiệu do cái cách quản lý của TikTok. Thì cái tài khoản này tài khoản mới thì nó chưa bị vô hiệu, chưa bị vô hiệu. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là ongoing ở đây là đang có hai chiến dịch đang chạy dở hướng dẫn cho các bạn. Thì để mà vào cái phần danh sách các cái menu của nó gồm có dashboard, campaign, tools và analytics. Đó, tức là cái phần dashboard là cái bảng điều khiển đấy. Ở đây thì chúng ta phải có thể đầu tiên là phải thiết lập phần công cụ thanh toán, setup payment. Mình thiết lập công cụ thanh toán bằng cách mình bấm vào đây thì thông thường thì nó sẽ đòi cái đây nó vừa báo đây ạ. Vâng. Your advertising agreement is not effective and has already expired. Vâng, cái tài khoản này nó hiện nay đang cũng bị vô hiệu đúng không? Đấy, hoặc là chưa được xác nhận đúng không? Đấy, đây là nó bảo mình phải xác nhận bằng số điện thoại này. Đấy, rồi phải vào cập nhật các cái chính sách về quyền riêng tư và chính sách về pháp lý kể từ mùng 1 tháng 4 vân vân. Đấy. Thế thì ví dụ như bây giờ các bạn thiết lập dạng là hóa đơn. Đấy, thì có là dạng là non VAT registered business, tức là cái loại mà doanh nghiệp hoặc là tổ chức kinh doanh mà không có thuế. Ví dụ như là doanh nghiệp mà dạng không phải là công ty, hoặc là những cái đơn vị cá nhân hoặc tổ chức hoặc là hội hộ kinh doanh cá thể hay là hợp tác xã kiểu kiểu thế. Và thứ hai nữa là cũng những doanh nghiệp là có đăng ký và có hóa đơn. Đấy, một cái là VAT, một cái là non VAT có và không. Thì mình cập nhật thông tin vào. Ví dụ như tôi có công ty thì tôi phải nộp mã số thuế. Tôi phải cho cả địa chỉ của công ty vào. Mã số thuế thì thông thường khi mà các bạn làm thì nó sẽ có cái mã số đấy, các bạn lấy cái mã số của công ty các bạn copy vào thôi. À, thì cái phần này là xét cái phần thanh toán hóa đơn rồi thanh toán rồi công cụ thanh toán vân vân. À, mình sẽ điền thông tin vào đầy đủ cũng khá là dễ. Sau đó thì mình có thể là thực hiện các cái chiến dịch. Cái này thì nó đang bảo tôi phải verify để phải xác nhận với nó. À, xác nhận với nó. Đấy, rồi thì phải có khi là phải ký hợp đồng điện tử với nó thì nó mới cho dùng. Rồi. Thế bây giờ chúng ta đặt chiến dịch quảng cáo. Đấy. Chúng ta đặt chiến dịch quảng cáo ở đây thì có hai cái chiến dịch nó đang làm dở. Có hai cái chiến dịch chúng ta đang làm dở thì chúng ta có thể làm tiếp hoặc là chúng ta sẽ làm mới hoàn toàn. TikTok thì cho chúng ta hai cái giao diện, một cái giao diện là cơ bản basic, một cái giao diện là nâng cao advanced. Đấy, thế thì ví dụ như là advanced thì nó sẽ có những cái tính năng hoặc là những cái giao diện nó khác hơn một chút, nó đầy đủ hơn, nó chi tiết hơn. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy này, đầu tiên là ta nói về mục tiêu của quảng cáo, reach tiếp cận này, traffic là tăng lượt truy cập này, video views là số lượt xem này, community interaction tức là cái tương tác với cái cộng đồng, ở đây thì có nghĩa là chủ yếu là mình tăng lượt follow đấy, tăng lượt follow cho kênh. Tiếp theo là app promotion cho phép chúng ta
chạy quảng cáo cái ứng dụng ví dụ như là một cái app cài trên điện thoại, thế nhưng mà lại quảng cáo qua TikTok để làm gì? Để cho nó tăng cái lượt xem, tăng cái lượt cài đặt lên đó. Lead generation là tạo ra cái danh sách khách hàng tiềm năng. Website conversion tôi vừa nói rồi, đấy là cái lượt chuyển đổi trên website. Và product sale tức là bán sản phẩm dạng catalog, đấy, có sử dụng video shop ad và dạng TikTok shop, thì nó sẽ đưa những cái sản phẩm từ trong TikTok shop của mình, đấy, thông qua cái phần video shopping ad rồi live shopping ad hoặc là product shopping ad. Đấy là những cái dạng thức mà nó có thể cho phép. Ở chỗ này thì phần thiết lập, đặt tên campaign. Tên thì mình đặt tên bất kỳ thôi. Đây là họ tạo ra, ví dụ mình đặt tên bất kỳ. Hay là tên một cái chiến dịch gì đó. Ví dụ như tôi đang dạy cho các anh chị ở công ty của anh Thiên Lê, đúng không? Thì tôi ghi là Thiên Lê vào đây. Tôi đang chạy cho Thiên Lê, ví dụ thế, đúng không? Ví dụ thế. Rồi. Thế cái phần ở đây là campaign budget optimization, tức là tối hóa ngân sách quảng cáo. Nếu mà chúng ta bật cái nút này thì mỗi một ngày chúng ta phải chạy tối thiểu 500.000, at least 500.000. Thế còn chúng ta tắt cái tính năng này đi thì nó sẽ không bắt chúng ta phải để 500.000 một ngày. Bởi vì là chiến dịch ở trên máy tính của TikTok thì ngân sách thấp hơn 500.000 đó. Cụ thể ở đây là chúng ta có thể chạy ở cái mức khoảng 200.000 một ngày tối thiểu đối với TikTok. Ad group name tức là cái nhóm, đấy, cái nhóm quảng cáo. Rồi vừa nãy mình đặt Thiên Lê rồi thì bây giờ mình đặt PA marketing cũng không sao cả, hoặc là PA marketing dạy khóa TikTok thì ad group name này sẽ đặt tên là TikTok. Cũng chỉ là ấy thôi, chỉ là cái tên là mình phân biệt các nhóm và chiến dịch thôi. Placement. Đấy, placement tức là cái phần hiển thị quảng cáo thì chạy trên TikTok thì chỉ có hiển thị trên TikTok thôi. Nếu mà ở trước đây nó có thể có những cái app khác thuộc TikTok. Nó có khoảng 4 cái app như Hello, Pango vân vân. Nhưng bây giờ TikTok nó cũng cắt rồi. Bỏ hết vì những cái ứng dụng đấy là nó ở các nước khác chứ nó không có ở Việt Nam. Thế thì chúng ta ở đây chúng ta có thể chọn là user comment, tức là những người dùng được phép bình luận cái video đó. Đấy, video download tức là cho phép tải cái video mà mình chạy quảng cáo về. Hay là video sharing cho phép chia sẻ. Và nếu mình không muốn thì mình sẽ tắt đi. Đấy, cái này nó dạng là tắt bật. Tắt bật như là bóng, gọi là bóng điện ấy. Đấy. Tắt bật công tắc thôi. Rồi, đến mục tiếp theo. Nó gọi là targeting mà chúng ta hay dịch là nhắm chọn mục tiêu ấy. Đấy, nhắm chọn cái đối tượng khách hàng. À, thì vừa đấy như là bạn An có nói là chạy trên điện thoại thì mình cũng xem được. Mình cũng xem được là địa chỉ khu vực có nên chọn không, đấy rồi tuổi tác giới tính khu vực. Ở đây nó có hết. Đấy. Thì riêng TikTok thì nó khá là hay ở chỗ là ví dụ như là nó cho mình chọn đến đây ạ. Ví dụ như là tôi muốn chọn Bắc Ninh đi. Đây. Hoặc là tôi chọn vào đây. Đấy. Trong Bắc Ninh thì tôi có thể chọn được các huyện, một số huyện cụ thể. Đấy. Nó cũng chưa có hết. Đấy. Tương tự như thế thì tôi sẽ chọn Bắc Giang. Nếu như tôi chạy quảng cáo vào Bắc Giang.
Chữ B đây. À, trong Bắc Giang thì tôi có thể chọn cả tỉnh nếu như tôi chọn vào đây. Hoặc là tôi chọn một huyện. Hoặc là một thành phố Bắc Giang thì tôi chọn vào đây. Đấy, thì cái này TikTok nó khá là hay ở chỗ là nó cho phép chọn được đến cấp huyện. Còn trong Facebook thì không chọn được đến cấp huyện, chỉ chọn được cấp tỉnh. Nhưng mà nó lại cho chạy nhắm chọn mục tiêu. Nó cho chạy nhắm chọn mục tiêu. Đây là sự khác biệt của Facebook với TikTok. À, về giới tính thì chúng ta cũng có giới tính nam và nữ hoặc là tất cả cả nam cả nữ. Về tuổi, tuổi quảng cáo của TikTok là nó khác với quảng cáo của Facebook một chút. Đó là nó sử dụng nhóm tuổi. À, mọi người nhìn thấy nó chạy nhóm tuổi. 13, 17, 18, 24, 25, 34. Chứ nó không chạy theo từng tuổi như của Facebook là 16 lên 18, 18, 19, 20 kiểu kiểu đấy. Tức là nó chọn được từng tuổi một. Từng tuổi một. À, thế còn ở đây thì mình không chọn được. Mình không chọn được. Thì mình chỉ có chọn theo khung thôi. Chỉ có chọn theo khung thôi. Vâng, ok. Tiếp tục là language, tức là phần ngôn ngữ. Thì nếu mà mình chạy ở Việt Nam thì mình sẽ chọn là tiếng Việt. À, không thấy thì mình đánh chữ V vào đây là sẽ Vietnamese. À, chọn tiếng Việt. Spending power. Rồi, spending power tức là cái mình có thể hiểu đấy là sức mua, sức tiêu dùng đấy. Ô tức là tất cả, hay là high spending power là những người có cái sức mua mạnh hơn, tốt hơn. Rồi, đến phần audience, tức là audience tức là cái phần đối tượng. Mình chọn đối tượng khách hàng bao gồm include và loại trừ exclude. Thế thì ví dụ bao gồm ở đây thì mình có thể chọn là bao gồm những cái gì. Đấy, và sau này mình cũng có thể chọn được look align này, đối tượng tương tự. Đấy, custom là đối tượng mình tùy chọn. Đấy là include và exclude. Thế thì trong phần đối tượng này thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái đối tượng đây này là custom audience, tức là mình để mình tạo ra những cái tệp khách hàng giống như của Facebook, nó gọi là đối tượng khách hàng tùy chỉnh. Đấy. Đối tượng khách hàng tùy chỉnh, cái này cơ bản nó khá là giống. Thế còn ở đây thì interest behavior, tức là cái phần gọi là sở thích và hành vi. Đấy, thì chúng ta có thể chọn ở đây có rất nhiều những cái sở thích. Application chọn nó có những danh mục như thế này. Đấy. Rất nhiều. Ok nhá. Chúng ta chọn phù hợp. Tiếp theo là chúng ta chọn đến video interaction, tức là nó dựa trên những cái video mà khách hàng đã tương tác. Đấy, cái này thì nó cũng chia thành các danh mục thôi. Đấy, thí dụ như mình bán quần áo thì mình sẽ chọn đến cái danh mục là apparels và accessory này. Đấy, nếu mà mình muốn chạy quảng cáo về tài chính thì mình sẽ chọn đến cái danh mục về tài chính, đấy, finance service. Thí dụ như thế. Cái này nó khác với Facebook nha. Cái này nó là dựa trên tương tác với video. Đấy. Rồi thì tương tác với những cái nhà sáng tạo nội dung. Đấy, nhóm nhà sáng tạo nội dung nào. Rồi hashtag. Tương tác với những hashtag nào. Thế thì ở đây rất là thú vị là mình có thể chạy được đúng cái hashtag mình mong muốn. Đấy. Cái này rất đặc biệt. Chỉ có TikTok có. Và Facebook cũng không có. Nha. Facebook cũng không có luôn. Rồi, đấy, content exclusion thì ở đây chúng ta cũng có thể là thiết lập những cái gọi là tiêu chí để làm cho thương hiệu nó trở nên an toàn. Chẳng hạn như là mình không muốn nó chạy vào những cái dạng nội dung gì, mình cũng có thể chọn. Đấy, đây là danh mục mình chọn, những cái danh mục mình muốn là nó tránh xa nó ra.
À, ví dụ như combat sport, tức là những cái dạng thể thao mà đối kháng, chiến đấu đấy, đánh nhau các thứ thì nó gọi là combat sport, gambling, gambling and lottery, tức là chơi cờ bạc, bài bạc và xổ số trúng thưởng. Violent video games, tức là những cái video trò chơi bạo lực, bắn súng, giết người chẳng hạn, kiểu kiểu đấy. Rồi. Thế thì mình có thể chọn đây là mình loại đi những cái quảng cáo nó sẽ không hiển thị trên những cái kênh đó, thì nó sẽ làm cho cái thương hiệu của mình nó sạch. À, nó sạch. Ví dụ như thương hiệu của mình tự dưng mà nó lại xuất hiện hình ảnh video và link của mình đã xuất hiện trong một cái video nó 18 cộng, hay là một cái video nó ghê rợn chẳng hạn, thì rõ ràng nó bị ảnh hưởng. À, nó bảo ơ thế cái bọn này cũng lại 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 chạy quảng cáo đến cái chỗ này à. Đúng không? Ừ. Rồi. À, đến tiếp theo là phần ngân sách và lịch trình. À, ngân sách và lịch trình. À, thì ở đây chúng ta thấy là phần budget. Budget ở đây chúng ta nhập vào đây budget dạng daily hoặc là lifetime, hàng ngày hoặc trọn đời. À. Vâng. Đấy, thì bây giờ ví dụ như hàng ngày. Đấy, thấy chưa ạ? 100.000 là không được ạ. Mức tối thiểu ở trên này nó chấp nhận là mức 200.000 Việt Nam đồng. Đấy, còn vì sao thì đây là do thằng TikTok nó thiết lập thôi. Đấy, tôi đặt daily tức là mỗi một ngày tôi sẽ tiêu 200.000. Còn lifetime là trọn đời thì tôi sẽ đặt là 2 triệu cho 10 ngày. Đấy, lifetime thì lúc này tôi phải đổi thành 2 triệu cho 10 ngày. Rồi, schedule, đúng không? Schedule. Thì cái phần lịch trình thì chúng ta cũng có thể có ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Đấy. Thế rồi thì chạy theo cái dạng là thời gian biểu. Ở đây nó gọi là day plotting. Thì mình day plotting mình tạm dịch ra tiếng Việt mình gọi là chạy thời gian biểu. Tức là gì? Ví dụ như một ngày thì có 24 giờ như thế này. Và một tuần thì có 7 ngày. Đấy, thế ví dụ như chúng ta chỉ muốn chạy từ lúc 7 giờ sáng đến lúc 23 giờ thôi. Thì mình chọn như này. Đó. Những cái ô mình chọn là những cái ô mà sẽ chạy quảng cáo. Ok. Đấy, cứ tưởng tượng như thế. Thì chủ nhật thì thôi. Thì xin nghỉ ngơi tí. Đấy, còn nếu không ấy, thì mình chọn ô đây. Tức là cả 24 giờ trong một ngày rồi. Bidding and optimization, tức là phần trả giá thầu, bidding và tối ưu optimization. Đấy, nếu mà mình chạy video thì nó có tối ưu cho mình này. Dạng 6 giây, lượt xem 6 giây. Đấy. Và ngân sách. Ở đây chúng ta có thể thấy là đã đặt 200.000 một ngày phía bên trên. Và chúng ta kiểm soát giá thầu, nó gọi là bid control. Bid control tức là kiểm soát giá thầu. À, ví dụ như mình không được đặt thấp hơn cái ngưỡng giá này. Hoặc đặt thấp hơn thì cái hiệu quả của nó chưa biết được. Và thường nó đưa cho mình một cái con số gợi ý. Mọi người nhìn thấy đây, cái con số gợi ý là 1.800. Và 1.800 và cho một cái lượt xem 6 giây. Đấy, thì cũng cũng không phải là đắt, nhưng mà cũng chẳng rẻ. Cũng chẳng rẻ đâu. Mà xem thôi cũng chưa chắc đã trở thành người mua đâu. Rồi. Đến đây ta next. Tiếp tục. Cái phần này ad name là chúng ta đặt tên cho chiến dịch. Đấy. À, chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại Spark Ad. Tức là Spark Ad nó sẽ thông với tài khoản của cá nhân của ta. Đây.
Đấy, nếu mà chúng ta chọn Spark Ads thì chúng ta sẽ bấm phát là nó sẽ ra cái tài khoản Nguyễn Phan Anh PA Marketing. Tôi có thông ở đây, còn tắt đi thì chúng ta không thông đến cái tài khoản TikTok cá nhân của tôi. Và TikTok cũng sẽ không sử dụng cái kênh đấy. Thì thông thường thì tôi nghĩ là chạy Spark Ads thì cũng khá là dễ. Mình vào phát mình lấy video luôn thì rất nhanh. Mình lấy video mình đăng lên khá là nhanh. Còn nếu không thì bây giờ mình phải tạo thôi. Đấy, mình tạo này. Đấy, tên này. Custom item thì tên thương hiệu của mình, tên cá nhân của mình. Sau mình tạo ra để nó nhìn lên đây. Đấy, A, B, C, X, Y, Z gì đấy. Đúng không? Thì cái tên thế này nó sẽ hiển thị. Còn nếu mà các bạn sử dụng sẵn tài khoản đã có rồi thì bấm vào đây. Đấy, thế sau đó thì mình chọn luôn cái bài đăng ở trên kênh của mình đã có, bởi vì mình đã cho phép đăng nhập vào cái Spark Ads kia, đúng không? Đấy, thí dụ như bây giờ tôi muốn chạy quảng cáo cái video tôi đang đứng ở bảo tàng hàng không của Hoa Kỳ. Đấy. Thế xong thì nếu mà trong này có nhạc thì tôi bật nhạc. Thế còn nếu không thì tôi dùng những cái nền nhạc có sẵn. Tích vào. Rồi. Text ở đây thì mình đã text này mình không sửa được bởi vì mình đã dùng cái video ở trên cái kênh của mình rồi. Thì text nó đã lấy từ cái kênh rồi. Còn nếu mình muốn sửa text thì chỉ có một cách là mình đăng lại cái video và mình viết lại text. Đấy. Còn nếu không ấy thì mình sẽ bỏ cái phần Spark Ads này đi, mình sẽ lúc này mình sẽ chọn single video mình up lên. Thì mình sẽ sửa được cả text lẫn video theo ý mình. Còn đã lấy bài trên 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 nền tảng thì mình sẽ không không sửa được nữa bởi vì nó là bài đăng ở trên đấy rồi. Đó. Call to action là cái lời kêu gọi. Mình có thể để dynamic là tự động hoặc là standard là cái gì? Là tiêu chuẩn, đúng không? Interactive add-on tức là mình có muốn thêm cái phần tương tác gì không? Ok. Thêm cái gì đó đúng không? Nó có phần card, TikTok card thêm vào thì nó sẽ hiển thị cái card ở đây. Đấy, cái này nó gọi là cái card. Mình cho thêm chèn thêm vào. Sticker đây thì chẳng hạn như là bạn muốn mua cái nào, blue shirt hay là skirt, xong rồi thì thôi nó đóng, thì cái này nó gọi là sticker của TikTok và có thể là những gói trả phí. Ok. Phần destination tức là phần đích đến thì mình sẽ có cái phần là website URL của website. Ví dụ như là mình muốn đưa về web http 2.2 chéo Phan Anh online a không Phan Anh online.com, hoặc là cái mình hay sử dụng nhất đấy là PA marketing.vn. Đây là web của bên mình. Thiếu chữ SC. Rồi.
để tăng cái tính bảo mật, trình duyệt để tăng tính bảo mật. Đấy, còn nếu không thì mình phải tạo ra custom page, một cái trang dạng là TikTok Instant Page. Vâng, cái dạng này là cái dạng gì? Đấy, thì ở đây nó là một cái dạng hỗ trợ tạo landing page nhưng của TikTok. Đấy, khá là thú vị đúng không? Thì các bạn sẽ search này, TikTok Instant Page. Cái này là cũng khá là thú vị. Đây, những cái dạng mình có thể chạy được. Objective Place, Bungle, Arsenal Spot. À. Sắp xong rồi. Direct user to deep link first. Đây mình có muốn đo không? Tracking là đo lường. À, event tracking, website, app, offline, third party tracking, seeding, vân vân. Mình chỉ việc bấm submit là xong. Tiếp tục là cái phần, nếu mà cái này mình muốn gắn được cái theo dõi ấy, thì mình phải có pixel của pix TikTok mình gắn vào web thì mình mới theo dõi được. Phần này cao quá. App cũng như vậy. Đó, cơ bản là đến đây là xong. Thì những cái phần này nó là optional, mình không cần bắt buộc. Nó chỉ là gọi là cái gì, nó gọi là lựa chọn, optional là cái lựa chọn mình có quyền dùng hoặc không dùng khi nói về optional. Đó, thì mọi người thấy là khi chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok trên máy tính là nó khó hơn rất nhiều. À, nó khó hơn, nó kỹ hơn. Còn muốn chạy hiệu quả đúng không, muốn chạy hiệu quả thì mình cũng cần phải có một số những cái thông tin ban đầu. Còn kỹ thuật chạy thì nó là như thế, đầu tiên là mình cũng phải chọn sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng, bởi vì là khách hàng ở trên TikTok thì nó cũng trẻ và thu nhập thì nó cũng thấp. Cái mức chi tiêu cho TikTok hiện nay nó cũng khoảng dưới 500 nghìn, dưới 300 nghìn là mức chi tiêu rất tốt. Đấy. Thứ hai nữa là mình cũng phải có thương hiệu, phải xây kênh, đồng thời khi mình chạy quảng cáo thì mình kết hợp với, khi mình kết hợp với cái kênh của mình và cái thương hiệu của mình thì khách hàng mới biết, mới tương tác. Tiếp theo đấy là mình cũng cần phải có một cái video nó cũng hay, hay hấp dẫn thu hút, là cái từ rất là chung chung, nhưng mà làm nào để nó lạ miệng. Cái quảng cáo của TikTok ấy là người ta không có nhu cầu nhưng mà ta xem nhiều người ta hình thành lên nhu cầu. Đấy mới là cái điều quan trọng. Video có thể làm lạ, video có thể là hài hước, video có thể là rất ngô nghê đơn giản thôi cũng rất là ok nhá. Thì đấy là những cái cơ bản để các bạn có thể chạy quảng cáo TikTok. Đấy, và các bạn kết hợp với các cái định dạng quảng cáo khác nhau như là chạy hiển thị, chạy truy cập web, rồi chạy app, nếu như mà chúng ta làm về các cái thiết bị
phần mềm, ứng dụng, application. Thế rồi thì chúng ta cũng chạy TikTok Shop để chốt đơn thẳng trên TikTok Shop, TikTok Shopping Ads. Đấy là những cái mà cũng rất là hay. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải khám phá những cái công cụ cung cấp ở trong này, khá nhiều công cụ và phần phân tích nữa. Ví dụ như là phân tích custom report, ở đây là những cái phần báo cáo tùy chỉnh, đúng không? Đấy, rồi các cái dữ liệu phân tích đóng góp, rồi thông tin về khách hàng, đấy, các cái bình luận của khách hàng, truyền cảm hứng cảm xúc, gọi là cảm xúc mà sáng tạo, cảm hứng để sáng tạo. Các cái dữ liệu insight, tức là phần bên trong phần dữ liệu sâu của video, thì mình cũng phải học thêm, mình cũng phải học thêm để mình chạy nó có chuyển đổi. Đấy. Thế ngoài ra thì các bạn có thể kết hợp với một cái công cụ hôm trước tôi cũng giới thiệu các bạn rồi, đấy là công cụ PPS. Công cụ PPS là một công cụ mà chuyên spy cho TikTok rất là tốt. Đấy. Có thể vào đây spy được cái sản phẩm gì đang bán chạy, kênh nào đang bán chạy, rồi thì lượt xem, rồi cách thức làm. Đấy. Làm rất là tốt. Và TikTok thì cũng có mặt ở trên nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ, cho nên là chúng ta cũng có thể làm kênh để bán hàng ra nước ngoài, hoặc là chạy quảng cáo ra nước ngoài để bán được. Đấy là những cái gợi ý cơ bản. Ok. Thế thì mình có vừa hướng dẫn với các bạn một cái phần hướng dẫn chạy quảng cáo trên TikTok thông qua nền tảng TikTok Ads, ở địa chỉ là ads.tiktok.com. Truy cập và trình duyệt trình quảng cáo của TikTok, nó gọi là TikTok Ads Manager, bắt chước y hệt của Facebook. Các bước là như thế, và mình cũng phải triển khai.